Xin chào các bạn. Tiếp tục là một video về bộ môn toán, phần chuỗi số giải tích. Thì trong các buổi trước mình đã ôn tập về khái niệm định nghĩa cũng như là các cái tiêu chuẩn, các cái công cụ để xét chuỗi có phân kỳ hay là hội tụ. Thì hôm nay sẽ là một buổi luyện tập. Trước mắt sẽ là rất nhiều bài tập. Thì mình sẽ làm thật là nhanh và lướt qua để hiểu thôi, chứ không dừng lại quá kỹ để giải thích. Nên là mọi người nếu mà không hiểu chỗ nào hoặc có câu hỏi gì thì cứ comment. Nghe bắt đầu thôi. Câu 1. Xét chuỗi cotang của 2 mũ trừ n. Bắt đầu bằng một chuỗi đơn giản nha. Ở đây un chính là cotang của 2 mũ trừ n, biến thành 1 trên tang của 2 mũ trừ n. Ở đây ta sẽ áp dụng công cụ là tiêu chuẩn so sánh 2, tức là biến đổi tương đương. Có thể dễ thấy là VN ở đây là lim của nó khác không, suy ra là nó phân kỳ luôn. Chuỗi VN phân kỳ do lim của VN bằng lim của 2 mũ n và bằng tương vô cùng phân kỳ, suy ra chuỗi un cũng theo đó mà phân kỳ luôn. Cái này là theo điều kiện cần này, còn cái này là theo tiêu chuẩn so sánh 2 đó. Một khởi đầu nhẹ nhàng và đơn giản. Tiếp tục câu số 2 phức tạp hơn một chút nha. Chuỗi của n trên n cộng 2 tất cả mũ n bình phương, thấy mũ chồng tức là dùng Cauchy rồi. Lim của căn bằng n của n, n tiến đến vô cùng sẽ bằng lim của n trên n cộng 2 n khi n tiến đến vô cùng. Một cái n bình bây giờ còn thành n thôi, bằng phần này nó liên quan đến tính giới hạn phức tạp, thì nếu có điều kiện thì mình sẽ đi sâu vào phần này sau. Tuy nhiên thì bây giờ cứ tập trung vào chuỗi số đã. Bằng e mũ lim của bên trên này sẽ là len của cái này, thì mình có thể bỏ n ra được. Thì cái này cho bằng a đi, tính riêng ra. Đầu tiên mình sẽ cho cái n xuống dưới mẫu đã. Để làm gì? Để có thể L'Hôpital. Đây là cái cách làm của cái dạng như này, nó phải như thế rồi. Bằng L'Hôpital này đã bên trên nhân với 2 trên n cộng 2 tất cả bình, dưới mẫu sẽ là trừ 1 n bình lim nhé. Rút gọn thôi, sẽ bằng là lim của trừ 2n bình trên n nhân n cộng 1, trên n bình dưới cái n bình triệt tiêu đi, cuối cùng là bằng trừ 2. Bằng trừ 2 vậy thì sao? Suy ra là lim của m n của u n
bằng e mũ trừ 2, e mũ trừ 2 đương nhiên nhỏ hơn 1. Suy ra chuỗi UN N bằng 1 đến vô cùng sẽ là hội tụ theo quy tắc Cauchy, tiêu chuẩn Cauchy. Đó. Thêm một vài câu nữa nào. Câu số 3. Câu số 3 nhìn phát thế để nhận ra ngay là chúng ta cần phải tiêu chuẩn gì rồi. Của N dai thừa tất cả bình trên 2N dai thừa tất cả bình. À, 2N dai thừa thôi. Đó, nhìn ở đây dễ thấy ngay là nó cần phải chia tiêu. Nó cần phải chia tiêu. Chia tiêu tự nó chia tiêu nó thôi. Chia tiêu với N cộng 1. Ở đây là áp dụng tiêu chuẩn Alembert. Lim của UN cộng 1 trên UN bằng lim của UN cộng 1 sẽ là N cộng 1 dai thừa tất cả bình phương trên 2 nhân N cộng 1 dai thừa. Chia cho UN tức là nhân với x đảo 2N dai thừa trên N dai thừa tất cả bình. Triệt tiêu nào. Thì ở đây là N cộng 1 dai thừa tất cả bình. Thì N cộng 1 dai thừa với N dai thừa thì còn dư N cộng 1 mà là bình phương. Tức là tử còn N cộng 1 bình phương nhân với 2 nhân N cộng 1 tất cả dai thừa nó chính là 2N cộng 2 dai thừa. 2N cộng 2 so với 2N thì dư 2N cộng 1 và 2N cộng 2. Đó. Vậy có thể thấy là trên tử có N bình, dưới mẫu có N bình. Chia tiêu hết cho nhau. Trên tử là 1, mẫu là 4 phần 4. 1 phần 4 nhỏ hơn 1. Suy ra chuỗi UN là hội tụ theo tiêu chuẩn Alembert. Rất nhẹ nhàng. Thêm một câu cuối cùng chốt hạ. Câu này không dễ lắm. Số 4. Xét chuỗi. Lần này là n bằng 2. 1 trên n len n tất cả bình. Len n bình. Đó. N bằng 2 để làm gì? Để cái mẫu nó tránh bằng 0. Rồi. Thì bài này ta sẽ áp dụng tiêu chuẩn tích phân. Khó để có thể nhìn ra được. Ta có fx bằng 1 trên n, 1 trên x. Len x bình, len x tất cả bình. Với x ở đây là lớn bằng 2. Vậy thì nó có đủ điều kiện để áp dụng tiêu chuẩn tích phân ở đây. Cụ thể là gì? Thứ nhất là fx dương rồi này. Liên tục là chắc chắn rồi. Không có. Với x lớn bằng 2 thì chắc chắn là mẫu khác không rồi. Không hề bị gián đoạn. Liên tục chắc chắn là giảm rồi. Khi mà x đến vô cùng thì
1 trên x ngang x bình sẽ là phải giảm rồi. Và lim bằng 0. Lim khi x tiến đến dương vô cùng fx bằng 0. Này chắc chắn là thấy rồi. Vậy thì ta sẽ xét tích phân. Ở đây ta sẽ xét từ 2. Bởi vì chuỗi này bắt đầu từ 2 mà. Đến dương vô cùng. Cận là 2 dương vô cùng. Của fx là 1x phương dx. Tính này như nào? Thì ta sẽ đặt t bằng len x. T bằng len x, vậy suy ra dt sẽ bằng dx trên x. Đủ luôn. Vậy ta sẽ nhận thấy là cái tích phân này ta đặt là a đi. Vậy suy ra a sẽ bằng tích phân từ x chạy từ 2 đến dương vô cùng. X chạy từ 2 đến dương vô cùng. Thì T sẽ chạy từ len 2 đến dương vô cùng. Dx trên x là dt. 1 trên len x tất cả bình nó sẽ là 1 trên t bình. Dx trên x là dt. A sẽ bằng cái này. Các bạn nhận thấy ngay là mình không thể phải tính hẳn ra, nhưng mình nhận thấy 1 trên t bình nó chính là Riemann. Riemann với alpha ở đây là bằng 2. Tức là cái này chắc chắn hội tụ, cũng là tiêu chuẩn tích phân, cụ thể là chuỗi Riemann 1n hay 2n gì đó. Đó, cái này mình đã chứng minh ở bài trước rồi. A hội tụ suy ra là chuỗi 1 trên n bình chắc chắn hội tụ cũng theo tiêu chuẩn tích phân luôn. Đó. Ok. Bài câu 4 này thì chỉ khó nhất ở cách là làm thế nào mình xác định được là nó là tiêu chuẩn gì. Và cái thứ hai là tại sao đạt được như này. Nhìn thấy hai ở đấy rất là giỏi đấy. Ok.